Dương Mai Chiếc Chai Bom xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em ạ. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thời tiết của chúng ta đã chuẩn bị vào mùa mưa rồi quý cô chú anh chị. Và những cái đám mưa như thế này thì nó làm cho cây mai nó rất là tốt quý cô chú anh chị. Nhìn đây, cái đọt của nó nè. Trời ơi, con này cả nhà ơi. Người ta nói tưới 10 lần không bằng một đám mưa là đúng đó cả nhà. Khi mà mưa xuống là cây nó xanh tươi và nó tùm luôn quý cô chú anh chị. Và ngày hôm nay thì em về được một cái lô mai con quấn rễ, phải nói là cành nhánh nó rất là nhiều, nó xum xuê luôn cả nhà. Cái loại này mà anh chị chúng ta có thể trồng á là trồng tán thông được luôn mọi người. Nhìn nè, nhìn cái cây nè, nó rất là đẹp luôn ha. Nó mập từ dưới lên trên. Vì sao cả nhà? Tại vì cái lô này á mọi người biết không, đây là cái lô hàng là người ta dâm thưa cả nhà. Tức nghĩa là người ta dâm ra một khoảng cách khoảng một gang tay nữa, gang tay gì đó là tới một cây nữa âm ở dưới đất luôn. Cho nên cây nó rất tốt và rất là mập. Đây nè, rễ nó cũng rất là to cả nhà. Ở đây, chiều cao của cây thì từ khoảng 50 cho đến 70 xăng nha. À, lô này em bán với cô chú anh chị giá là 7k một cây. Nếu chúng ta lấy 50 cây em bao ship và thêm cho mình 3 cây nha cả nhà. Đó, đây anh chị coi được thì ủng hộ giùm em ha. Mùa mưa cũng đã sắp đến rồi quý cô chú anh chị ơi. Còn ngần ngại gì mà chúng ta không mua về để trồng cả nhà. Trồng cái gì lỗ chứ cây mai chúng ta càng để lâu thì càng có giá trị và càng có tiền ha. Rồi anh chị nào thích cái lô mai con quấn rễ này thì hãy alo cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Số lượng em rất là nhiều luôn nha.